Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Ngọc Thảo khiến fan quốc tế dậy sóng trong ngày đầu tiên tại Miss Grand International 2020. Sau khi đặt chân tới Thái Lan vào tối muộn ngày 26 tháng 2, Á hậu Ngọc Thảo đã được ban tổ chức đón tiếp chu đáo và đưa về khách sạn thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Trên trang cá nhân, Ngọc Thảo đã cập nhật những hình ảnh trong ngày đầu tiên cách ly của mình và nhận được sự chú ý của công chúng. Người đẹp diện bộ váy đỏ bó sát khoe đường cong quyến rũ. Cô cũng trổ tài tự make up và làm tóc. Trên trang cá nhân, Ngọc Thảo cũng đã tự quay một đoạn video ngắn để chia sẻ với các fan về ngày đầu cách ly của cô. Ngọc Thảo cho biết cô đã trải qua một chuyến bay an toàn và có một giấc ngủ ngon, đồng thời bày tỏ cảm xúc háo hức khi được tới Thái Lan để tham dự cuộc thi. Trang chủ của cuộc thi Miss Grand International đã chia sẻ lại đoạn video của Ngọc Thảo và ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn video này đã nhận được hơn 9.000 lượt like và hơn 1.000 lượt bình luận. Các fan sắc đẹp quốc tế đã dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc quyến rũ và sắc sảo của Ngọc Thảo, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng cô sẽ giúp Việt Nam làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay với những tố chất của mình. Mặc dù vừa mới đặt chân tới Thái Lan, nhưng Ngọc Thảo đã tạo được ấn tượng tốt với các fan và lọt vào top 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên fanpage chính thức của cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại. Nếu lọt vào top 5, Ngọc Thảo và 4 thí sinh còn lại sẽ có đặc quyền là được tham gia một buổi tiệc tối cùng với ngài chủ tịch của cuộc thi. Ngọc Thảo cũng chia sẻ nhiều hình ảnh trong thời gian cách ly. Ngay khi tới khách sạn, cô nhận được món quà dễ thương từ ban tổ chức. Ngọc Thảo chia sẻ bữa ăn hàng ngày của cô khi cách ly. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.